Ok, thì hôm nay thì mình sẽ bày cho mấy bạn làm một cái thủ thuật nhỏ để mấy bạn có thể làm một cái video mà tại vì có rất là nhiều bạn mới, mấy bạn chưa có hình dung được cái thuật toán hoặc là những cái nội dung truy vấn nên là mấy bạn rất là khó để có view và hầu như là mấy bạn làm content hoặc là mấy bạn re-up mấy bạn chỉ biết một phần về bên idea thôi. Nhưng đối với mình đó, thì idea nó cũng tốt nhưng mà sau này khi mà mấy bạn muốn phát triển ở những cái bước đầu tiên để mấy bạn đi đó, thì mấy bạn phải có những cái content mồi hoặc là những cái gì người ta đang quan tâm và mấy bạn bám theo cái xu hướng đó để mấy bạn lên ha. Thì hiện tại thì mình sẽ dùng cái Google Trend này để coi thử là nó có giúp được cho bạn không. Thì đây cũng là cách mình làm nhưng mà mình làm ở thị trường nước ngoài ha. Thì chủ yếu là mình làm short tại vì short nó lên rất là nhanh kiểu như vậy. Những gì tìm kiếm thì nó hiện lên trên này ha. Rồi mấy bạn vô trong Google Trend và mấy bạn vô trong cái xu hướng tìm kiếm hàng ngày ha. Thì đây là những cái lượt người ta tìm kiếm nè, trên 20.000 page rồi này kia kia nọ rất là nhiều luôn. Đó. Thì cái này mình sẽ nó không có thuộc về những cái topic nào hết thì mấy bạn sẽ rất là khó để cho mấy bạn làm. Đây ví dụ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn này rồi ok đó, mấy bạn làm về những cái chủ đề như về cái cô này thì mấy bạn sẽ có view và có sub luôn kiểu như vậy. Nếu như mấy bạn làm đầu tư về content về copywriting mấy bạn sẽ ok hơn. Rồi ok mình sẽ vô trong cái mình sẽ vô trong cái khám phá chủ đề ha. Mình không không mình sẽ vô trong phần là ngày qua đi. Thì, hầu hết là nó chưa có đủ cái dữ liệu nên là mình sẽ tìm đây là mình tìm theo cái dạng đây nè. Theo hướng theo thời gian thực. Rồi. Ok, mấy bạn thấy là siêu thời gian thực 24 giờ qua nè. Câu lạc bộ bóng đá Manchester United nè, đó rất là nhiều ha. Đó thì nó sẽ cho mình những cụm từ liên quan thì Man United đối với Lens nó kiểu như vậy, đó là những cái keyword. Những cái tag để cho mấy bạn làm với YouTube. Nếu như mấy bạn làm một về cái kênh về bóng đá đi chẳng hạn thì mấy bạn cũng có thể làm được về những cái compilation về bóng đá và mấy bạn cũng có thể làm về tin tức luôn. Cái đó chỉ là một cái thư mục con về một cái chủ đề lớn về bên sport, về bên thể thao, về bên bóng đá, football mà thôi. Và ở trong đây có rất là nhiều. Thì theo như là mình nói mới nãy á, là mấy bạn sẽ không có biết là cái này nó thuộc vào cái lĩnh vực nào hết thì mấy bạn sẽ vô trong này cho mình, vô cùng với danh mục cho mình đây nè, nó có rất là nhiều thứ. Thì mấy bạn phải có được một cái tư duy là ví dụ như ở trong cái thị trường của mấy bạn á đang làm về cái vấn đề gì thì mấy bạn vẫn có thể làm được luôn kiểu vậy. Ví dụ như mình bấm về sức khỏe đi đó, mấy bạn thấy không, trong 24 giờ qua nè đó, đây thực hư tác dụng diệt sạch xạ đen đó. Thì xạ đen đơn giản lắm mấy bạn, ví dụ như mấy bạn đây mấy bạn chỉ cần đọc cái bài cái article cái bài viết của nó và mấy bạn viết lại mấy bạn làm một cái video short ví dụ như tác dụng của cây xạ đen mấy bạn nói thẳng đi. Còn cái đây là những cái câu view mấy bạn phải target được cái chìa khóa này và cái chỗ chỉ mục truy vấn mà người ta muốn muốn tìm thì mấy bạn mới có view lận chứ đừng có giật tít ở báo tại vì báo nó cũng không có trúng giật gì đâu. Bạn phải cái gì mà người ta làm dở dở mấy bạn phải làm hay hơn mấy bạn sẽ thắng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong này nha và mà bấm cho mình là xạ Unikay đâu mất tiêu rồi. Uni hay ok rồi bấm cho mình là sẽ đen. Rồi mấy bạn bước này mấy bạn coi kỹ ha, phát trực tiếp 2 năm trước rồi ok rất là nhiều luôn và mình không quan tâm mấy cái này đâu. Mấy bạn có thể xem để mấy bạn
coi cái nội dung chính xác gọi là nội dung, những cái nội dung evergreen á, có nghĩa là nội dung bất biến của nó, thì mấy bạn làm lại một cái kênh của bạn. Thì cái đây là một cái trường học mấy bạn coi, mấy bạn phải bỏ thời gian đầu tư nha. Rồi ok, thì mấy bạn vô bộ lọc tìm kiếm, mấy bạn bấm cho mình là hôm nay đi, hãy đi đây đây nè đó, mấy bạn thấy không? Và lấy tháng này, tại vì mới hôm hôm nay thì nó chưa coi đây. Chính xác là mình, đây là cái thứ mà mình nói là chia sẻ về cái sợi đen, cái nhận biết về cái dược liệu quý đó. Mày thấy những cái kênh nó liên quan như vậy, và người ta làm SEO nó không được tối ưu, và bạn hoàn toàn mấy bạn có thể lên rank luôn. Tại do mình làm lấy cái nick, và cái nick sức khỏe nó không ok, mình sẽ cho mấy bạn một cái nick khác, ví dụ như giải trí đi. Đấy, đây rất là nhiều ha. Rồi, Dương Mịch, Triệu Lệ Mỹ đi. Ok, Dương Mịch, đó. Rồi, mấy bạn coi nè, chắc chắn những người coi video này đang coi sẽ là đối thủ của nhau ở trên cái thương trường này luôn. Nhưng mình sẽ nói chung là tùy cái tư duy, cái cách thức là như nhau, nhưng cái tư duy của một người làm kênh nó sẽ khác nhau. Rồi ok, mấy bạn thấy không? Mấy cái kênh này kiểu như nó có surprise là mình không tính ha. Rồi mình sẽ lấy là tuần này. À, không, nó vẫn đứng top, nó đứng top. Rồi một ngày trước nè, đó mấy bạn thấy không? Thì nó sẽ có view, và đây là những cái view nó gọi là nó cái view nó thuộc vào súp súp, và cái độ quan tâm nó không nhiều nên là nó không cao như thế này đó. Mấy bạn phải bắt được cái trend này, ví dụ như cái trend này nó đang lên, mấy bạn bắt cái trend này đang lên, Dracula điện ảnh hockey cũng vậy nè, và mấy bạn bắt được cái trend này là mấy bạn ăn là nó đang lên nè, mấy bạn thấy không? Đó, đó đơn giản vậy thôi. Và mấy bạn phải tìm cái gì đó nó liên quan tới Dương Mịch đó. Đó thì mấy bạn sẽ ok hơn ha. Triệu Lệ Mỹ đi, Triệu mình cái này cũng không làm theo cái brand gì hết, nên là bạn nào hiểu thì mấy bạn sẽ nắm được nhiều cái ngách hơn. Đây Triệu Lệ Mỹ đây, đây đây đây, 2 tháng trước, 1 tháng trước, và không có cái video nào nó quá là đây, 1 năm trước, rất kinh khủng. Đấy, thấy không? Thì mình sẽ lấy cái gì nó gần gần tháng này đi, Triệu Lệ Mỹ. Ok đó mấy bạn thấy không, 3 tuần trước là có 3,8 ngàn lượt xem Triệu Lệ Mỹ đó. Mấy bạn bắt được cái trend này nè, 3 tuần trước mà short nữa nè đó, nó làm rất là hay. Mấy bạn phải đầu tư cái dạng short như thế này, mấy bạn sẽ thấy nó dễ hơn, và lúc nào view cũng cao, và view cao thì mấy bạn sẽ có sub ha, kiểu như vậy đó. Mấy bạn thì mấy bạn có thể tham khảo thêm, đây là mình chia sẻ cho mấy bạn thôi, mình không có đi sâu về bên thực hành lắm. Rồi cho mấy bạn một cái thứ ba để mấy bạn hiểu thêm ha, thì mình sẽ lấy là tất cả danh mục đi. Ok, cái danh mục khoa công nghệ đi. Cái này ok nè, khoa công nghệ đi, Samsung Galaxy Ultra 4 nè, ok đó là ok ha. Rồi mình bỏ cái này để mình copy cho nó dễ. Đây. Rồi xong, đây là cái chìa khóa để mình kiếm tiền, có view trước đã, rồi có sub, rồi có tiền sau nha, không có gì hết. Rồi ok, 7 ngày trước, 3 ngày trước rất là ok luôn. Rồi mấy bạn làm về cái short đi, 16 ngàn lượt xem. Đây nó làm nó không có, mấy bạn có thể re-up cũng được, nói chung tùy theo cái nếu mà re-up thì mình sẽ có cái video sau để bày mấy bạn re-up luôn, không vấn đề gì đó mấy bạn thấy không. 2 tháng trước nè, thôi lấy cái nào mà nó tuần này đi, để coi là bét bét nhất của nó là được bao nhiêu view nha. Bét nhất của nó là bao nhiêu?
Okay. Bài tuần trước, sống ngày trước, đây soát đây, 2,3 ngày lượt xem đây, rất là ok ha. Ở đây là re-up lại nhắc luôn. Đó, hiểu như vậy. Hôm nay thì chưa. Tuần này soát. Đó. 831 ngày lượt xem nè. Đó, mấy bạn phải đi từng bước từng bước từng bước từ cái nhỏ 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 gì đó thì mấy bạn sẽ trân trọng những cái gì mà mình làm hơn ha. Rồi, ok mấy bạn, thì cái cách để mình lên xu hướng và cũng như là có view phải dựa vào cái Google Trend này thì tới đây thôi. Chúc mấy bạn một ngày tốt lành nha. Hiện tại thì mình sẽ cố gắng mình sẽ ra nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn.